thực ra không cần trời mưa mà làm những cái công việc mà ở chỗ nước đó, không có muốn dầm chân vào nước lâu á, như là mình, như mình đây, mình kêu con mình dọn dẹp, các bạn hoàn toàn có thể làm, có thể mà kêu bé mang bốt